Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 19 tháng 6 năm 2024, giá thủy sản cập nhật giá cá nước ngọt, giá ếch khu vực miền Đông Nam Bộ để quý bà con tham khảo. Giá cá điêu hồng tại Định Quán, Đồng Nai tăng cao lên mức 49.500 đến 50.000 đồng 1kg cỡ 500g trở lên. Giá cá lóc tại Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh, cá lóc thịt size 500g trở lên ổn định từ 43 đến 44.000 đồng 1kg. Giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con 1kg tại Tây Ninh, Long An giá ổn định từ 55.000 đến 58.000 đồng 1kg. Tại Đồng Nai, giá cá trắm cỏ cỡ 2,5kg trở lên ổn định 58-67.000 đồng 1kg. Giá cá chép tại khu vực Đồng Nai và Bình Dương loại cá thịt 1,5 đến 2kg ổn định từ 45 đến 46.000 đồng 1kg. Giá cá rô tại Đồng Nai, Tây Ninh giá tăng nhẹ 35 đến 36.000 đồng 1kg. Mời quý bà con tham khảo thêm giá ếch, giá cá chẽm theo bảng giá sau. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.